Xây dựng và quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền, mệnh lệnh hành chính sang phục vụ, hướng dẫn, vận động thuyết phục. Phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân được các cán bộ, công chức đề cao thực hiện và được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Thay vì chờ đợi một ngày như trước kia, giờ đây chỉ cần 30 đến 40 phút, ông Sáu đã hoàn thiện xong hồ sơ cần chứng thực. Sáng kiến 5 không chờ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã đã nhận được sự hài lòng của người dân. Các anh các chị cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình và chú đáo và nhanh gọn, tôi thấy rất là hài lòng. Chuẩn bị kính lão cho người cao tuổi đến làm việc, tận tình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mô hình chính quyền thân thiện được triển khai đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức. Đến bàn làm việc thì để xem các công văn, các ở đây đều có những cái kính để mình đeo để mình nhìn cho rõ, và có băng keo rồi kéo rồi là bút các thứ là rất chi là đầy đủ, và được các anh các chị là hướng dẫn và tiếp đón rất nhiệt tình chu đáo. Những cái trường hợp mà ốm đau, bệnh tật và những người già cô đơn thì địa phương và ủy ban xã chúng tôi cũng trực tiếp xuống tận nhà để hỗ trợ các trường hợp đó để giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo các quyền lợi của người dân được đúng quy định. Đến nay, toàn huyện có 13 trên 19 xã thị trấn đạt chuẩn chính quyền thân thiện, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 99,5%. Đặc biệt, các xã thị trấn đã gửi trên 120 thư cảm ơn, 6 thư xin lỗi, gần 1.500 thư chúc mừng và trên 400 thư chia buồn đến người dân địa phương. Tăng cường cái công tác kiểm tra đối với 100% số xã, và thứ hai là tăng cường cái tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ công chức tại bộ phận một cửa. Thứ ba nữa là cũng đầu tư cái trang thiết bị để cho nó đảm bảo theo 42 tiêu chí của tỉnh cho cái bộ tiêu chí. Thế và cái hướng tới là gần dân, thân thiện với dân và phục vụ nhân dân để hướng tới cái sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cũng cần thường xuyên phối hợp khảo sát, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, từ đó xem xét đề ra giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng, tạo dựng niềm tin của người dân với chính quyền các cấp trong tình hình mới.